ơi nhà ta ngon nhất nơi đây. Đi cái bao đời qua sẽ giúp mình cuộc thi năm nay. Ôi, nhìn nhãn mắt trắng ra làm sao? Đâu ai biết sau khi uống vào sống chết sẽ như thế nào. Xin mình biết cô. Kỳ lạ ghê, chưa uống nhưng sao mà chê lắm thế. Còn bây giờ em nghe anh chạy truyền thông đê. Các bác đến mua sữa bò đi, bên nhà em đang sale ống to ấy. Để bác vào uống một ngụm là em tặng luôn cho bác hai thùng. Rồi chắc là có vấn đề, chứ ở đâu ra sale ống lắm thế. Kế hoạch này hơi phê, hay là ta búc ca sĩ về. Ú, wow. Biết em đã có người ở gần bên anh vẫn đứng đây. Như một kẻ si tình là chọn ở sau em đấy baby. Búc ca sĩ pha kè hát hò gì mà sao nghe kinh tế. Mình tung tiền chiêu cuối, vợ chồng ta cùng lại trên ghế. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một siêu phẩm nữa nhé. Trên tay em đang là dòng sữa tươi giá tốt chính gốc ba đời nhà em truyền lại. Trứng chiên sao cho thêm hành. Đồ ăn không đâu vào đâu, tại sao lại dám xưng vua hả? Ai dám cãi lệnh ta sẽ nhất định xử phạt không tha. Dẹp, dẹp hết đống kia vào đi. Nhìn sao chẳng vệ sinh tí gì, ta loại hết không cho vào đi bây giờ. Ú là là, xem ra bên đây làm ăn khâm kha. Thế thì mau lên món liền ngay cho ta. Kia cũng được, hương vị thơm ngon mang nét riêng. Chắc chung kết sẽ, nhưng mà ta chưa thấy đặc biệt. Ngoài có sẵn nhiều kê gì loại luôn nhà kia cho tôi xin với. Liệu mà làm cho kín đi việc của ta đến đây xong rồi. Hai ba chim cần biến hình làm sao mà nhận ra tôi các quen. Lady and gentleman thêm chút phụ gia cho nó tưng bừng. Nếu người né được phát này thì chim thần ta đi chân xuống đất. À nhập đi đâu xuống đất sẽ bay không thoát được đâu con trai. Rõ ràng mình cho vào cả huế mà không ai bị gì hết là sao? Chắc đích thân phải tự mình đi uống để xem bọn bay đã dùng cách nào. Hay là do cho vào hơi ít nhưng vẫn chưa làm sao? Ôi thật khó tin. Cho ta thấy hơi trời ơi đất ơi vùng tôi nó đau quá bà con. Ai giúp đưa tôi đi nhà thương chứ tôi đớn đau bên trong nội ta. Còn vợ chồng người đi tù bụng dương, ta sẽ trình việc này lên quan. Giữa nhà người hơi mất vệ sinh, đừng ở đây cố gắng thanh mình. Thôi quyết định phải đi, gia đình người không cần thi. Chờ lâu hơn nữa, ban giám khảo sẽ đi thẩm định và chọn ra một món ăn xuất sắc nhất. Một tràng pháo tay cho vua. Dạ mời vua qua xem chất lượng ạ. Toàn dầu mỡ ta không muốn ăn. Cao lương mỹ vị trong cung ăn suốt năm ta ngán lắm rồi. Nhìn tên món này hơi lạ nhỉ. Dạ mời vua. Cay quá. Tại sao đến ngay người ra đem nước lại liền đây cho ta. Mời vua uống chút nước hồi xuân. Hồi xuân giặc rớt mới mua cho thần nè. Sao ta thấy nó cay hơn gấp trăm lần. Đem cái món thằng kia lại đây cho ta. Uống xong ta hết cay liền. Sữa này của ai mau mau tới đây. Hương vị rất quen thuộc nhưng ta lại chưa nhìn thấy bao giờ. Dạ sữa chính gốc bao đời nhưng nay đổi sang bộ nhận diện mới. Nhân dịp xuân về Tết tới nên vợ chồng con muốn dâng lên người. Hãy giữ hương vị gia truyền từ bao đời này hai người nhớ chưa. Có tâm mắt sẽ có tâm, sao con lãnh vua con khắc hy lòng. Ta tuyên bố sữa này từ nay là đặc sản của phía Bắc. Và
bát, mau lại đây mình cùng chung vui. Thương hiệu chính thống được cấp phép đầu tiên và duy nhất có nhà máy chuẩn quốc tế tại Ba Vì.